Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Thủ tướng dứt khoát không để thiếu thuốc, ai không làm đứng sang một bên. Cựu trưởng phòng bị bắt vì đề xuất trái luật trong quản lý đất. Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng để chạy tòa. Bắt giám đốc Trung tâm Tài chính Công Hà Tĩnh vì vi phạm đấu thầu thiết bị giáo dục. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thủ tướng dứt khoát không để thiếu thuốc, ai không làm đứng sang một bên. Quý vị thân mến, nói đến việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ai làm sai phải xử lý, kỷ luật không để vì xử lý kỷ luật mà để ảnh hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Sáng nay, ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh thành. Dịch bệnh được dự báo còn diễn biến khó lường, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá thế giới vẫn còn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng. Theo nhận định của Bộ Y tế, tại Việt Nam, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát, nhưng so với tháng 7, tháng 8, ghi nhận 72.324 ca mắc, tăng 2,4 lần, 24 ca tử vong tăng 18 ca. Trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Trong 7 ngày qua, từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Ngày mùng 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Số ca mắc mới, số ca nặng, ca tử vong có xu hướng tăng. So với tháng 7 trong tháng 8, số ca nhập viện tăng 330%, số ca nặng nguy kịch cần thở oxy tăng 316%. Có 35% ca nặng tử vong thuộc các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá dịch bệnh vẫn được kiểm soát, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do virus liên tục thích ứng, tiền hòa với các biến chủng mới. Hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian, các điều kiện để virus phát triển như thời tiết, khí hậu tiếp tục có nhiều thay đổi. Các loại dịch bệnh mới phát sinh, các bệnh thông thường dịch bệnh theo mùa gây nguy cơ dịch chồng dịch. Trong khi đó, sau khi dịch bệnh được kiểm soát đã xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu tiêm vaccine theo tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt, thấm nhuần, tuyệt đối không được quên bài học xương máu khi chưa tiếp cận được vaccine do khan hiếm, chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, năng lực y tế hạn chế, chúng ta buộc phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch, vừa lúng túng, bị động, vất vả, vừa nhiều mất mát, hy sinh, vừa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng sức khỏe người dân lên trên hết. Ông giao Bộ Y tế bám sát tình hình với tinh thần là không để dịch bùng phát trở lại. Cơ quan đơn vị nào để bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về những chủ quan sơ hở, yếu kém của mình. Bộ Y tế tiếp tục rà soát, tập trung, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, cùng với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vaccine. Nếu mua sắm đủ đỉnh thì không thể bảo vệ người dân. Thủ tướng ghi nhận biểu dương các địa phương có tỷ lệ tiêm cao và nhắc nhở các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp theo số liệu cập nhật đến nay, đồng thời giao các bộ y tế, công an, thông tin và truyền thông, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa số liệu về tiêm chủng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp nghiêm túc rà soát, làm rõ các nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa hoàn thành việc tiêm vaccine, khẩn trương có biện pháp khắc phục. Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, khắc phục bằng được, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng chống dịch, sẵn sàng trường hợp dịch diễn biến phức tạp. Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ, hoàn chỉnh và trình ban hành nghị quyết của chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức, cá nhân trong công việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Cương quyết, dứt khoát, không vì thủ tục hành chính, vì vướng mắc quy định, vì thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế kéo dài,
ai làm sai phải xử lý kỷ luật, nhưng không để vì xử lý kỷ luật mà để ảnh hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu việc mua sắm đủng đỉnh thì không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng giờ, bằng phút, Thủ tướng nói. Các bộ, y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thể chế về đấu thầu, mua sắm, nhất là về đấu thầu, mua sắm tập trung, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm, đồng thời kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác này. Người đứng đầu chính phủ cũng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan địa phương rà soát, quyết liệt triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, quyết không bỏ sót đối tượng nào, nhất là những người khó khăn, người yếu thế và đặc biệt là các cháu mồ côi do dịch bệnh. Đất nước còn khó khăn nhưng chúng ta vẫn dành ngân sách để lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Có tiền mà không tiêu được là có lỗi với dân, Thủ tướng nêu rõ. Cựu trưởng phòng bị bắt vì đề xuất trái luật trong quản lý đất. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9, bà Vân và nhân viên dưới quyền Nguyễn Trung Kiên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 1999. Năm 2015-2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn ban hành các quy định cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất với 60 thửa đất, tổng diện tích gần 15.000m2. Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Vân với cương vị trưởng phòng đã ký các tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng với 23 thửa đất ngoài dự án khu đô thị Mai Pha và 29 thửa đất trong khu vực dự án. Tổng diện tích đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng là hơn 13.000m2. Cảnh sát xác định các thửa đất này đều được đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của thành phố. Ông Kiên bị cáo buộc trực tiếp thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận các thửa đất đủ điều kiện để chuyển đổi với tổng diện tích gần 12.000m2. Việc này bị đánh giá là trái quy định pháp luật. Dự án khu đô thị Mai Pha có quy mô hơn 90 ha, thực hiện theo hợp đồng giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hà Sơn. Khi thực hiện dự án, các cơ quan chuyên môn ở Lạng Sơn có một số sai sót như thống kê đất lúa không chính xác, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn đất sân bay, phai ma cho người dân, thủ tục thu hồi sai quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn sau đó đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại thủ tục pháp lý liên quan. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định tố tụng trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong các hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ông Sô cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.